Mẹ lạnh lắm phải không? Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Cuộc đời đẹp không phải là ở người có nhiều tiền và biết xài tiền Cuộc đời đẹp không hẳn là ở địa vị cao sang quyền quý Cuộc đời đẹp là dù ở cương vị nào cũng hy sinh hết mình vì tha nhân Cho dẫu có thể hy sinh tính mạng nhưng cuộc đời họ tự như hạt lúa chịu một nát cho đời những bông lúa vàng ươm. Chuyện kể rằng, có một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu. Chiếc xe bỗng chết máy, bước ra khỏi xe và băng qua cầu. Người phụ nữ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lã nhưng vẫn còn ấm. Còn người mẹ đã chết cống vì người mẹ đã dùng hết quần áo để quấn cho đứa bé. Có lẽ bà chết vì vượt cạn một mình trong đêm lạnh lẽo. Người phụ nữ đem em bé về nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tổ nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa, trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ của mình. Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả. Bà mẹ nuôi nghĩ cậu sẽ lạnh cống. Xong cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ và cậu bé òa à khóc mẹ lạnh lắm phải không cái chết của người mẹ là cái chết đẹp một cái chết trở thành bất tử như lời chúa giêsu từng nói kẻ nào giữ mạng sống mình thì sẽ mất còn ai chịu từ bỏ cuối cùng sẽ được lại. Chính Chúa Giêsu đã sống điều đó, Ngài đã đi qua đau khổ để tiến tới vinh quang. Ngài đã trở nên bất diệt khi người trở thành hạt lúa chịu nghiền nát để trổ sinh muôn vàng bông lúa. Ngài đã trở nên vĩ đại khi Ngài dám chết vì bạn hữu. Thật vậy, người vĩ đại trong cuộc đời chúng ta không phải là những người nổi tiếng không phải là các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc mà chính là những người đang hy sinh vì chúng ta họ là những người cha chăn lắm tay bùn đang đổ mồ hôi nơi nương đồng đang miệt mài nơi công trường họ là những người mẹ đang lặn lội ngược xuôi nơi bến chợ đang hao gầy vì đàn con họ là những người anh người chị đang bông ba đó đây để bòn nhặt từng đồng tiền để phụ giúp gia đình đó là những con người cao cả là những hạt lúa miếng đang chịu nghiền nát về tha nhân để trở thành tấm bánh cho anh em đó là những con người dám quên đi niềm vui riêng của bản thân để lo cái lo của đồng loại để sống có ích cho tha nhân nhưng thật đáng tiếc ý niệm phục vụ tha nhân ý niệm sống vì người khác đang mất dần trong thế giới hôm nay người ta đang lo cho bản thân Người ta đang chạy theo dinh lợi thú để thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Có mấy ai giống quay mình để sống cho thân nhân? Có mấy ai chịu nghiền nát đời mình để đem lại niềm vui cho tha nhân? Thiết tưởng, mùa chay là mùa mời gọi chúng ta hãy sống cao đẹp hơn. Hãy y sinh niềm vui cùng những đam mê sở thích của mình để đem lại hạnh phúc cho những người chúng ta yêu mến. Thiết tưởng mùa chay là mùa mời gọi chúng ta hãy sống đúng với phẩm giá làm người của mình Là biết sống vì hạnh phúc tha nhân Chúa đã tạo dựng Eva vì niềm vui của Adam Chúa cũng tạo dựng chúng ta vì niềm vui của thân nhân Xin Chúa là đấng đã chết cho người mình yêu Giúp chúng ta biết quảng đại hy sinh Để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau AMEN